Chào mừng các bạn đến với lại kênh show Mystery Tarot của Huỳnh Kim Ngân. Các bạn hãy tập trung vào câu hỏi của chủ đề hôm nay, nhìn vào màn hình và chọn vào hình ảnh bạn thấy thu hút nhất nhé. Các tụ theo thứ tự từ trái sang phải là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Sau đó các bạn có thể xuống phần mô tả để chọn khung thời gian của tụ đó nhé. Bạn nào chưa biết phần mô tả nằm ở đâu thì để mình hướng dẫn. Tại phần tiêu đề của video, nhìn về phía bên tay phải màn hình sẽ có mũi tên hướng xuống. Bạn bấm vào đó sẽ thấy ra được cái phần nội dung mô tả. Và bạn nhìn xuống và bấm vào chữ thêm hoặc hiển thị thêm nếu là đang xem trên máy tính. Thì ở phần nội dung phần mô tả sẽ có để đầy đủ các thông tin là chọn tụ. Hoặc là nếu như bạn nào muốn liên hệ đặt lịch xem riêng với Ngân thì có thể bấm vào cái phần thông tin của Facebook cá nhân hoặc của Instagram. Còn bạn nào muốn liên hệ các sản phẩm bài Oracle của SMT thì có thể chọn vào fanpage hoặc là Instagram, hoặc có thể mua trên TikTok và Shopee nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào các tụ bài luôn nhé. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, show Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụ 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề là dịp Noel, dịp Giáng sinh này. Có ai nghĩ tới bạn trong vấn đề tình cảm không nha? Để xem bài các bạn tụ 1, nhờ Tarot xem coi dịp Noel này có ai nghĩ và nhớ tới các bạn tụ 1 trong vấn đề tình cảm không? Cho mình xin năm lại. Magician, 8 tiền, 7 tiền, 8 kiếm. Nhìn là có người nghỉ rồi đó. Người này chắc làm chung công việc với bạn hay gì. Chui là nhìn là thấy có người nghỉ ha. Nếu như miêu tả sơ tính cách của người này thì đây là người suy nghĩ nhiều. Bên ngoài thường không thể hiện cảm xúc gì cả. Hoặc thậm chí là nhìn khá là lạnh nha. Mà cái lạnh này của họ là giống như là kiểu bắt buộc phải lạnh hay sao, tại liên quan tới 8 tiền có gì đó liên quan tới chuyên nghiệp, hoặc là họ phải lạnh như vậy. Người này có vẻ vẫn chưa có nhiều kết nối với bạn lắm. Đây là cái người kiểm soát tình hình cũng khá là tốt nha bạn. Cũng khá là tài giỏi trong việc mà họ đang làm. Để coi. Chung quy mình cảm nhận là đây là cái người chú trọng vào vấn đề chuyên nghiệp và công việc của mình hơn. Nhưng trong đêm người Noel, người này sẽ nhớ về bạn, sẽ nghĩ về bạn. Mà không biết tại sao lại nghĩ về luôn mới ghê. Ra tắm kiếm là kiểu như, ủa đâu định nghĩ về đâu, nhưng mà cuối cùng lại nghĩ về. Ok, bổ sung đi. Tính cách người này như thế nào ha Tarot? Người mà đêm Noel, đêm Giáng sinh này nghĩ tới các bạn tụi một, và người có tính cách như thế nào? Magician là 3 tiền, liên quan gì đó công việc ha, ra tiền quá trời luôn. Hierophant, chính có bay gậy và ok. Đây là cái người mà có một số cái trải nghiệm nhất định trong cuộc sống rồi, tuổi nhìn cũng đứng đắn, cũng đứng tuổi rồi. Mặc dù có hai lá bay nhưng mà có cảm giác cái lá vua kiếm với lá đồ quơ này đem cho mình cái cảm giác dài dặn nha. Người này tính cũng kỹ, cũng khó tánh, cũng kỹ tánh, người tham công tiếc việc ha. Người có truyền thống đạo đức rõ ràng, tuân theo quy tắc nền nếp của xã hội. Người này không có thích phá cách lắm đâu. Đây cũng là người có xu hướng suy nghĩ tích cực, và số cũng có vẻ là số sướng như sao, hay hưởng thụ. Người này thích đi đây đi đó, thích sự tự do nha. Có thể là chân đi hay du lịch nhiều á, vốn sống nhiều tốt. Chung quy nhìn cũng già đời. Nhưng mà có cái cảm giác là cái người này không hay cho đi nhiều lắm. Cái lá bay tiền này mình luôn có cảm nhận, ý là cái lá bay tiền này cái người này đang cố gắng cho cái người này ha. Nhưng mà bay tiền thì cho theo kiểu mình không có nói bay tiền mà kiểu như nó keo hay gì. Nó có cho tiền ở đây, nhưng mà cái cảm giác cái người này chỉ có như thế thôi. Nghĩa là cái kiểu là
Người này thường sẽ đang trên con đường xây dựng sự nghiệp, hoặc là cái người này làm khi mà họ muốn cho ai cái gì đó họ cũng phải suy nghĩ rất là nhiều chứ không phải là sợi lợi để cho ha. Cái người này thật sự là ưu tiên thời gian của mình cho công việc nhiều hơn, nên lúc mà người ta nghĩ về bạn á, người ta cũng nói sao ta, nghĩa là ở đây cái việc tình cảm không phải là cái việc mà họ quan tâm chính, nhưng mà bằng cái cách nào đó mà họ lại nghĩ tới bạn. Dạ, trong cái đêm Noel á, không biết họ nghĩ tới bạn mà lòng họ có hơi buồn buồn hay sao, tại lá bay gậy ở đây làm cho mình có cảm giác buồn. Mặc dù bay gậy nghĩa chính của nó là sự sáng tạo, tìm tòi ha, nhưng mà cái lá bay gậy này là giống như là cái anh này bắt buộc phải rời cái cô gái này để đi trên hành trình phía trước để trở thành the world vậy đó. Nên có thể là cái lúc mà bạn với người này giống như là nghĩ và nhớ tới nhau đi ha, thì có thể hai người ở cái vị trí khá là xa, khoảng cách địa lý chăng, hoặc là người này có thể bận công việc vào ngày hôm đó không nói chuyện, không gặp mặt bạn được, nhưng mà trong lòng lại nhớ và nghĩ về bạn. Đó là cái người mà hiện lên trên trải bài này ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái bộ khác để coi coi là cái người đó nhìn về bạn và cảm thấy thế nào về bạn, để bạn có một cái clue suy luận rõ hơn người này là ai. Rồi, đang xem bài các bạn tụ một. Nhờ Tarot xem giùm cho các bạn tụ một á. Đêm Noel có một người nghĩ đến các bạn tụ một ha. Người này đại diện là Magician với vua kiếm, tham công tiếc việc. Người này thường hay đầu tư thời gian nhiều cho công việc, cuộc sống cá nhân á. Nhưng mà hôm Noel lại nghĩ đến các bạn tụ một, thì không biết là cái cách nhìn của họ cho mối quan hệ với các bạn tụ một là như thế nào. Nghĩa là họ có suy nghĩ và cảm xúc gì với các bạn tụ một. Cho mình xin năm lá đi. Ace of Cups, 8 kiếm, 8 kiếm lặp lại, 6 kiếm, nữ hoàng tiền, 8 cốc. Nhìn là thấy đây là người có tình cảm với bạn rồi. Người này thương, thương bạn. Nhưng mà bằng cái cách nào đó, một là cái bạn với người này đã chia tay, hoặc bạn với người này đã có cái khoảng cách trong lòng nha. Hai người có thể không nói chuyện nữa. Hoặc là chung y cái cách nhìn của họ có thể làm tập trung nhiều cho cái vật chất cá nhân của họ, nên họ muốn dẹp cái tình cảm nam nữ qua một bên ha. Mà dẹp không được mới ghê ra 8 kiếm, 6 kiếm, thậm chí cái lá 8 cốc này đi ha. 8 cốc nghĩa của nó là walk away đúng không? Nhưng mà trước đó có cảm xúc và cảm xúc rất nhiều, còn một cốc lên 9 cốc rồi mà người này phải buông bỏ, phải đi. Nên một là mối quan hệ cũ đã từng chia tay, hai là cái người này trong cái trạng thái thích bạn mà không bày tỏ tình cảm được, hoặc là cái người này với bạn có cái sự ngăn cách, cách trở nào đó trong lòng. Nên cái cách vừa người ta nhìn vào mối quan hệ này đi ha, người ta muốn bày tỏ tình cảm cho bạn, người ta muốn đưa cho bạn chiếc cốc này. Mà thấy không, Ace cốc cộng với lại 8 cốc có phải là 9 cốc không? Thì đó là cái nguyện vọng mong muốn của người ta, là người ta thích bạn ha, nhưng mà cách nào đó người ta đã không nói ra, hoặc người ta giữ trong lòng, hoặc người ta sợ nói ra thì sẽ bị tác dụng ngược. Tại nữ hoàng tiền dù sao cũng là cái người mà thích sự an toàn, người ta không làm thì thôi, người ta muốn làm thì làm phải chắc. Và mình có cảm giác xu hướng người này sống khá là vật chất hoặc thực dụng á, tại ra nhiều lá tiền lúc nãy quá, mà giờ cũng là nữ hoàng tiền nữa. Cái cách của người này nhìn về mối quan hệ là không biết mối quan hệ này có thể đi được đến cái bến bờ mà họ mong muốn không. Mà nữ hoàng tiền thường sẽ là muốn sự ổn định, nghĩa là muốn kết hôn hôn nhân này nọ, nên đây là cái người nào nghiêm túc trong cái mối quan hệ cảm xúc nha, và người ta có nhiều tình cảm dành cho bạn, và người ta bị lấn cấn trong cái việc suy nghĩ về mối quan hệ này. Tôi sẽ bổ sung ở dưới tình cảm và suy nghĩ của người nghĩ đến các bạn tụ một đêm Noel. Tình cảm suy nghĩ của họ dành cho các bạn tụ một như thế nào trong đêm Noel với Ace of Cups, 8 kiếm, với 6 kiếm, với nữ hoàng tiền và với 8 cốc. Ace of Cups là 6 tiền hả? Với 8 kiếm là Strength, với 6 kiếm là 9 gậy, với nữ hoàng tiền 3 tiền. Ấy à, bài nó cũng lặp lại những bộ kia ha. Cái suy nghĩ của người này á, mình thấy người này suy nghĩ rất là nghiêm túc với bạn. Nếu như mà hai người chưa quen nhau á, thì người ta muốn cam kết, mặc dù trên 8 cốc mà dưới chuẩn Hierophant ha, nghĩa là có thể là họ họ nghĩ rằng á, nếu như bạn họ bày tỏ tình cảm, họ sợ bạn từ chối, tại đây có 6 kiếm với 9 gậy có thể liên quan tới từ chối. Nhưng mà trong lòng của họ vẫn muốn bên cạnh bạn, nữ hoàng tiền, ba tiền, Hierophant, hay là muốn xây dựng chung, xây đắp chung, làm việc chung, kết nối chung. Thì ba lá này đại diện cho cam kết. Nhưng mà ở đây ra 8 cốc là họ chưa chuẩn bị một tinh thần là nếu như bạn có walk away, bạn có từ chối thì ok, họ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Cái người này có những cái suy nghĩ rất là thực tế với bạn. Nè, trên Ace cốc mà dưới 6 tiền chẳng phải là cho một cơ hội, hoặc là
kiểu tìm hiểu thử hoặc là yêu thử kiểu kiểu vậy ha, nếu như hai người trong mối quan hệ mập mờ hoặc là đây là crush của bạn. Nhưng còn nếu như hai bạn đang quen đúng không, thì có thể giữa bạn và người này có một số chông gai khi ra tám kiếm sáu kiếm và chín gậy đi ha, nhưng mà người này vẫn có cái lòng bao dung nhất định cho bạn. Mình luôn cảm thấy cái lá strength này á, là có gì đó liên quan tới lòng bao dung ở đây nữa, ngoài cái nghĩa chính của nó là nỗ lực mạnh mẽ ra. Nhưng mà tại vì mình thấy cô gái này vuốt đút đầu con sư tử, mà sư tử thì nó dữ đúng không, nó khá là kiểu bản tính thú tính á, nhưng mà cái cô gái này vẫn rất là dịu dàng với nó, nên có gì đó liên quan tới việc từ bi, dịu dàng, bỏ qua, thông cảm. Thì cái người mà bạn đã nghĩ đến họ có cái tố chất đó cho bạn, có cái tố chất là thông cảm, thấu hiểu hoặc là từ bi cho bạn. Dù bạn có lồng lộn như thế nào hoặc là bạn đã gây ra cái gì thì người này vẫn có cái sự từ bi đối đãi tốt đến với bạn ha. Nếu như là hai người đang quen nhau và có drama thì cái cách của người đó nhìn về mối quan hệ này là tôi muốn xây dựng mối quan hệ này đi lên nghiêm túc. Nếu như hai người chưa quen nhau và đang crush thì người này rất quan tâm đến bạn và người này sợ bạn không có nhìn về cùng một hướng với họ, hoặc là họ sợ nếu như họ quen bạn thì họ sẽ bị tổn thương buồn bã gì đó, nên là họ có thể là bị đấu tranh với hai tư tưởng, một là cam kết, hai là thôi để mọi chuyện ở đó đi, tôi lo chuyện tôi chứ cái đã. Nhưng mà cảm xúc thì rất là nhiều, kiểu như muốn né tránh thôi. Còn như đang quen nhau ha, người này muốn tiến lên mối quan hệ kết hôn với bạn khi ra Hierophant ba tiền, nữ hoàng tiền ở đây. Nghĩa là trong suy nghĩ tâm tư của họ là nghĩ tới chuyện kết hôn thôi, nhưng mà có thể là vì bạn với họ quen nhau nhiều rồi, kiểu có nhiều drama cái trừ điểm nhau từ từ á, thế thì người này có thể là đang nản ha, đang trên bờ vực nản. Thì đó là cái cách mà mình nhìn thấy họ nghĩ về mối quan hệ này ha. Thì mình sẽ dùng bộ thứ ba dự đoán xem coi liên kết của hai người là gì. Đang xem bài cho các bạn tụ một xem coi đêm Noel này có một người nghĩ đến các bạn tụ một. Người này chung quy là magician với vua kiếm, lý trí, tham công tiếc việc, và kết nối của hai người này giống như kết nối tình cảm, nhưng mà người đó có xu hướng nhường nhịn các bạn tụ một, chưa gì ra nữ hoàng cốc với nữ hoàng gậy rồi. Ok, hai lá này muốn ra thêm 5 lá nữa đi. Vậy kết nối của họ với các bạn tụ một là kết nối gì ta? Nữ hoàng gậy, nữ hoàng cốc, 3 lá nữa đi. Strength, strength ra nữa đây, cho vua kiếm hả, the sun. Ê, nhiều nữ hoàng quá. Cho mình hỏi nha Tarot, nữ hoàng gậy này là cái người đó nghĩ các bạn tụ một nữ hoàng gậy hay họ là nữ hoàng gậy? À, nữ hoàng gậy là bạn. Ok, nữ hoàng cốc là cái người đó nghĩ các bạn tụ một nữ hoàng cốc hay họ là nữ hoàng cốc? Nữ hoàng cốc là họ. Ok, du kiếm là họ đó, chắc rồi đó. Ok, mình sẽ giải như thế này ha. Mối quan hệ giữa bạn và họ giống như cái mối quan hệ mà họ nhìn bạn nhưng họ không chắc bạn có nhìn lại họ hay không, tại nữ hoàng gậy này nhìn thẳng, trong khi vua kiếm và nữ hoàng cốc đều nhìn cái cô nữ hoàng gậy này, hiểu không? Anyway, tớ cảm giác là cái người này nha có tình cảm với bạn nhiều hơn bạn có tình cảm với họ, không hiểu sao mà họ có cảm giác như vậy. Mặc dù vua kiếm là người rất là lý trí và phân tích logic, là cái người mà không bao giờ để cho người khác là thắng mình đâu. Vua kiếm là người thao túng suy nghĩ mà. Và là master trong việc phải phải vững, phải logic kiểu vậy đi ha. Thì cái người đó quan sát bạn, nhưng mà khi mà nhìn đến bạn á, thì người ta từ vua kiếm chuyển thành nữ hoàng cốc ha. Ở đây là liên quan tới the fool, nghĩa là họ cho phép bản thân của họ take a leap of faith, liều á, liều để trở thành nữ hoàng cốc trước mặt bạn. Mà nữ hoàng cốc này cầm chiếc cốc lên, mình nghĩ là định offer cho nữ hoàng gậy rồi, nhưng mà ở đây họ không chắc nữ hoàng gậy có nhận hay không. Bạn là nữ hoàng gậy, tại ra 7 gậy là họ đang đấu tranh với nỗi sợ liên quan tới nữ hoàng gậy ha. Anyway, trong mắt người này bạn rất là hấp dẫn, có thể là cái người đang crush bạn nha, và họ cảm thấy bạn nổi bật, họ bạn xinh đẹp nè, bạn dễ thương, bạn cuốn hút nè, và cái người này rất là quan tâm tới bạn. Một lần nữa lá strength lại lên. Và lá strength mà đi trước vua kiếm đúng không, nó còn có nghĩa là họ phải cố gắng gồng lại, giữ lại, không để cho bạn biết là họ đang rất quan tâm đến bạn. Nhưng mà mình thấy ở đây cái người này rất là quan tâm, rất là để tâm đến bạn ha. Và kết nối của hai người là the sun thì mình nghĩ là đang là crush thôi, có thể là chưa là người yêu đâu. Nếu như người yêu nó sẽ lên những cái lá khác, nó thân mật hơn, gần gũi hơn. Còn đây giống như cứ một chiều á, là họ nhìn về phía bạn mà họ không chắc là bạn có nhìn về phía họ hay không, nên đây là tụ mập mờ hoặc là crush nha, không phải là tụ đang quen rồi đó. Nhưng mà dĩ nhiên vẫn có khả năng là đang quen khi ra đời sinh, tại dù sao đời sinh nó cũng đang nhìn nhau mà đúng không, đang nhìn nhau. Nhưng mà không biết tại sao họ lại cảm nhận bạn không nhìn về phía họ nữa, tại vì đang quen nhau thì
thì sẽ phải nhìn về phía nhau, hoặc là ít nhất là họ cũng cảm thấy là bạn nên có cái động thái gì đó. Còn đây, cái nhìn của họ là họ chỉ cảm thấy là họ đang phát tín hiệu về bạn thôi, và họ không biết bạn có phát tín hiệu lại không. Bổ sung nữ hoàng gậy, sao nữ hoàng gậy này không, tại sao người đó nghĩ các bạn tù một là nữ hoàng gậy đúng không, tại sao họ lại nghĩ nữ hoàng gậy không nhìn về phía họ? Hierophant. Một số bạn ở đây có cam kết khác hả? Có thể họ nghĩ bạn đang yêu hoặc đang quen người khác. Ok, còn gì nữa không, bổ sung tiếp cho nữ hoàng gậy đi. Sao hierophant là gì nữa? Là muốn nhá, mình có cảm giác là họ không chắc là bạn có đang độc thân không á. Ê, tụ này chắc là tụ liên quan tới crush hoặc là mập mờ, không phải là đang quen này. Ok, hoặc nếu như đang quen nha, coi như là chúng ta cố chấp giải theo hướng đang quen đi, thì ra hierophant với the moon á là họ không chắc là bạn có muốn kết hôn với họ không. Ok, hợp lý, hợp lý. Chung quy cái ý của người này rất là rõ ràng, rành mạch và lý trí với bạn, là người ta ý nhiên là giữa lý trí và tình cảm nó cuộn hòa đi chung ha. Người này thương thì thương bạn đấy, mình nghĩ là ra thương rồi, tại nữ hoàng cốc thường nhiều cảm xúc lắm, nhưng mà người này vẫn rất là lý trí và giữ được cái suy nghĩ của mình rất là logic ha. Thế nên á, người ta mới dằn vặt là không biết, nếu như mà hai người đang cross đúng không, thì họ không biết bạn có đang có cam kết khác không, tại có thể họ không cập nhật được tình hình độc thân hay là có bồ của bạn. Còn nếu như đang quen nhau mà nhìn như này á, thì họ không chắc là bạn có muốn lấy họ hay không. Dạ ok, mình sẽ cảm thấy liên kết hiện tại hay hai người đang ở vị trí này nha. Rồi ok, ngưng dần trải bài các bạn tụ một tại đây nha. Các bạn tụ một và thấy video này đúng và hay, đừng quên để lại like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Ngân. Chúc các bạn Noel Giáng sinh vui vẻ ha. Ngân chắc là sẽ post cái video này trước Giáng sinh, nên là chắc vài ngày nữa là đến Giáng sinh ha. Thì chúc các bạn có đêm Noel vui vẻ, có ai có bồ đi chơi cũng vui vẻ nha. Nếu các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram và Facebook cá nhân nhé. Và cuối cùng là có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, các bạn có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó, Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn. Ok, see you guys later, goodbye. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, Soul Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụ 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề là dịp Noel, dịp Giáng sinh hay Christmas này có ai nghĩ về các bạn trong phương diện tình cảm không nha. Tôi sẽ lật 5 lá. Đang xem bài cho các bạn tụ 2, nhà Tarot xem giùm coi dịp Noel Giáng sinh này có ai nghĩ đến các bạn tụ 2 trong phương diện tình cảm không? Cho mình xin 5 lá nha. Sáu kiếm, bốn gậy, The Sun, chính tiền, Tower, gì ghê vậy mấy má. Ra bốn gậy The Sun là có người nghĩ đến. Nhưng mà nhìn mối quan hệ này sao hay chưa nói đến mối quan hệ nha. Mới là thấy cái nhìn của người này thôi. Bổ sung đi, có người nghĩ đến các bạn tụ 2 trong đêm Giáng sinh, ra bốn gậy với đờ sinh. Nhưng mà người này là ai, tính cách như thế nào? Dưới sáu kiếm, dưới bốn gậy, dưới đờ sinh, dưới chính tiền, dưới the tower. Ừ, có người hết chưa biết ngay. Người này nhìn là phải có tình cảm nam nữ với bạn, và bạn cũng có tình cảm lại rồi. Đây là trường hợp hai người đều thích nhau. Và phần trăm lớn là có thể đang ở trong cam kết nữa. Tại vì có hai lá rất là đá nhau ở trên chính tiền mà dưới hierophant. Nếu như trong mối quan hệ cam kết thì không nên có lá chính tiền ha. Tại chính tiền đại diện cho việc là tôi vẫn độc thân, hoặc có thể giải theo nghĩa khác là tôi hài lòng với những gì tôi đang có. Nhưng mà chính tiền nó chỉ theo nghĩa là tôi hưởng thụ cá nhân thôi. Trong khi là couple nhau đúng không, thì nên lên 10 tiền là hưởng thụ cùng nhau hoặc nghĩ về tương lai cùng nhau. Nên là bài này nó đá đẻo sao mà. Hoặc có thể người này đang ở trong khoảng cách địa lý với bạn khi ra kỳ sĩ gậy ha. Tại cả kỵ sĩ gậy lẫn chính tiền đều liên quan tới độc thân.
nhưng không thể nào mà giải như vậy được, phải tình tùy tình cảnh. Nếu như mà người này với bạn đã có một cái biến gì đó đi ha, tại ra sáu kiếm bảy kiếm tower đúng không, là hai người đang ít nói chuyện và người này cũng có xu hướng né bạn, có người nghĩ đến bạn trong đêm Noel chắc luôn, và thậm chí còn muốn gặp bạn nữa, rất là muốn gặp, hoặc là chủ động, hoặc đêm Noel họ sẽ chủ động gọi điện nhắn tin gì đó cho bạn ha. Nhưng mà không biết tại sao ra tower ở đây vậy, bổ sung đi, chuyện gì khác mà phải ra tower, bổ sung cho tower là sáu gậy, không hiểu, bổ sung thêm đi. Năm gậy à, ok, sáu gậy và năm gậy chung quy là bạn với người này hay có chiến tranh với nhau hay gì á, nhưng mà người này không có muốn điều đó bạn ơi. Người này ra sáu gậy đúng không, cái lá sáu gậy này rất là đẹp, bình thường sáu gậy chỉ đi một mình, nhưng cái lá sáu gậy này là cái người này đeo vòng nguyệt quế cho cô khác, nghĩa là tôi chiến thắng đúng không, thì tôi cũng muốn bạn chiến thắng cùng với tôi. Có sự, nếu như mà trong cặp đôi với nhau á, là chẳng hạn như người nam, không phải người nam nữa mà hai hai người đang quen nhau đúng không, sẽ có xu hướng muốn giúp đỡ nhau trong cuộc sống và sự nghiệp, thì cái cách của sáu gậy tới nhìn vô là người này muốn chiến thắng cùng với bạn, nhưng mà họ cảm thấy hai người cứ cãi nhau hoài, hoặc là ông nói gà bà nói vịt, hoặc là kiểu mối quan hệ không có xây đắp mà nó cứ làm cho nó nát bét ra, nên là cái cách của người này chung quy là nhìn về mối quan hệ này, hoặc là bài nó muốn diễn tả là một cái người mà hay có bất mãn với bạn và bạn cũng có bất mãn với họ, riết rồi họ cũng né tránh việc nói chuyện hoặc tương tác với bạn, nhưng mà thật sự ra là họ rất muốn gặp bạn, họ rất muốn chạy đến với bạn, họ muốn nói là anh yêu em, hoặc là em yêu anh cần em, hãy làm vợ anh nhé, kiểu kiểu vậy ha. Họ rất muốn nói điều đó, tại vì họ mong liên kết của hai người là đời sinh với hai cốc, mặc dù hỏi về tính cách nhưng mà toàn ra liên kết không à, nó không diễn tả về tính cách. Nếu như mà về tính cách thì mình chỉ thấy đây cái người mà đang tìm kiếm cam kết thật sự, họ không muốn độc thân nữa. À, còn nếu như đang quen nhau á thì thật sự ra là họ rất muốn tận hưởng mối quan hệ với bạn, nhưng mỗi lần họ muốn tận hưởng á thì mối quan hệ này kiểu khiến cho họ mất đi sự bình yên. Trên Tower với Temperance thì tớ sẽ dịch là mất đi sự bình yên ha. Tại vì cãi nhau hoài, kiểu như họ thấy bạn không có ngoan á, không có đem lại cho họ sự yên bình á, mà hay kéo năng lượng họ xuống á, kiểu kiểu vậy ha. Đó là cái người mà sẽ nghĩ về bạn trong đêm Noel, và lý do nghĩ là tại vì họ thương bạn. Họ thương bạn và mặc dù mối quan hệ này nó hơi khó chịu với họ, nhưng họ vẫn mong muốn có một cái sự làm hòa làm lành ở đây. Nếu như mà hai người đã không nói chuyện với nhau thì cái người đó cũng là cái người đang nghĩ tới bạn ha, tại sao vợ cũng liên quan tới cái việc là ngắt kết nối, né nói chuyện kiểu kiểu vậy ha. Dạ ok, còn clue gì để biết về người này nữa không ta? Đó vô cốc, người này là người rất có tình cảm với bạn, thương bạn, yêu bạn nha, tình cảm sâu sắc lắm, người này đã cho bạn vào trái tim của họ rồi, mặc dù là chung quy là mình thấy là cái người này cảm giác là mối quan hệ nó rất là phiền não với họ, nhưng mà họ vẫn không thể nào buông bỏ được cái cảm xúc dành cho bạn, là người này yêu bạn, thương bạn ha, mức độ cũng phải từ thương trở lên, tại cảm xúc nó sâu sắc á, và dù biết bạn có vấn đề với họ, họ vẫn muốn bỏ qua những vấn đề đó để đi lên cái cam kết với bạn ha. Giờ ok, chúng ta sẽ nhìn coi tình cảm suy nghĩ như này, thật sự ra trải này cũng ra suy nghĩ tình cảm rồi, nhưng mà chúng ta sẽ dùng cái bộ khác để chúng ta xác nhận lại. Yeah. Đang xem bài với các bạn tụi hai. Với câu hỏi ngày hôm nay á, là đêm Noel, đêm Giáng sinh, Christmas, có ai nghĩ tới các bạn tụi hai trong phương diện tình cảm không? Bộ đầu tiên thì nó kêu là có rồi. Và cái người này là cái người thương các bạn tụi hai dữ lắm, thương tới nỗi mà chịu đựng các bạn tụi hai và muốn kết nối, nhưng mà trong lòng thì cũng dằn vặt ấy. Thế thì cái người này tình cảm, suy nghĩ của họ dành cho các bạn tụi hai như thế nào ấy? Cho xin năm lái. The world. Chariot, chariot, 6 cấp. 5 kiếm, 2 kiếm bổ sung đi. Tình cảm và suy nghĩ của người nghĩ đến các bạn tụi hai trong đêm Noel dành cho các bạn tụi hai như thế nào? With the world. With chariot. Với 6 cấp. Với 5 kiếm và dưới 2 kiếm. Ok. Wow. Nó lớn nhiều nhờ. Tình cảm thì nhiều rồi. Người này nghĩ nhớ tới bạn thường xuyên. Thật sự ra cái nhìn của người này và mối quan hệ là người này muốn tiến đến, tiến lên á, Jared muốn tiến lên, mà ở đây hơi về chiếc chất xịt, người này suy nghĩ quá nhiều, người này suy nghĩ về việc là hợp hay không hợp, 8 kiếm với 5 kiếm chung quy là dằn vặt nhiều ha. Cái cách của người này
nghĩ về mối quan hệ là khiến cho họ đau não, mệt mỏi, hoang mang, nhưng mà họ vẫn muốn tiến đến với bạn, nhưng mà cái mức độ sẽ tiến chậm hơn kỳ sĩ gậy. Trong lòng của họ là rất là muốn tiến đến nhanh, liên quan tới cam kết hoặc là kết hôn gì đó. Tại chúng ta có bốn gậy Hierophant trải một, nhưng mà sau một thời gian mình chắc chắn đây phải là cái người hiểu bạn và biết bạn rồi nha, thì họ chuyển từ năng lượng kỳ sĩ gậy sang kỳ sĩ tiền là chậm lại. Bây giờ họ chưa tính đến hôn nhân. Cái trải một á, là họ muốn tiến đến hôn nhân, nhưng mà sau đó cái điều đó đã khiến cho họ thất vọng, tại họ không cảm giác có sự yên bình bên bạn. Bây giờ họ muốn chậm lại để đầu tiên xây dựng 10 cốc với nhau cái đã, là xây dựng cái niềm vui hạnh phúc trong cảm xúc. Mà nếu như họ cảm nhận được điều này có thì họ mới nghĩ đến chuyện 10 tiền là lấy bạn làm vợ làm chồng ha. Và cái suy nghĩ của người này về mối quan hệ này là sự thận trọng, rất thận trọng. À, ở đây ra đồ quê thì mình thấy bạn với người này chắc chắn là phải trải qua một cái giai đoạn nào đó hiểu nhau rồi. Và cái người này cũng rất là hiểu con người của bạn ha. Mình chỉ thể tạm dịch đồ quê là như vậy. Không có cái kết tốt và viên mãn với bạn, nhưng mà hiện tại bây giờ họ không chắc mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Đó là cách nhìn của người này về mối quan hệ với bạn ha. Bổ sung đi. Tại sao người này phiền não vậy với 8 kiếm? Yeah, người ta phân vân không biết nên đối đãi với bạn như thế nào để cho bạn vui vẻ với họ. Có thể là cái cách đối đãi của hai bên là cái điều mà khiến cho hai bên phiền não nhiều nhất. Thì họ không biết là nên làm sao để vừa lòng bạn. Bổ sung cho 5 kiếm đi. The Sun. The Sun. Bổ sung cho 5 kiếm là The Sun hả? Trung Ý cảm giác là nếu như mà 5 kiếm là lá không tốt, nhưng mà bổ sung cho 5 kiếm là The Sun, mình hỏi là sao 5 kiếm? Có ai ở đây tính hơi nít thì phải, hơi con nít kiểu như hay dọa chia tay hả? À, không phải dọa chia tay mà lúc mà bạn bực thiệt thì bạn muốn chia tay thiệt đúng không? Nhưng mà sau đó bạn đã không quyết tâm nên là khiến cho cái người này bất an hay sao ấy. Tại The Sun mình sẽ tạm dịch theo cái tiêu cực là tánh con nít hoặc là hơi bập chợp nha. Hai kiếm bổ sung, hai kiếm là The Star. Trung Uy nhìn vào là cái người ta vẫn có những cái mộng tưởng nhất định về mối quan hệ này với bạn, như mình nói ha. Tại cái trải một ra rất rõ về cái ý định là liên quan tới hôn nhân của họ, nhưng mà họ kết hôn á là để cho họ được vui vẻ ra chính tiền, chứ họ không phải kết hôn để xây dựng gia đình 10 tiền ha. Tại có thể giữa bạn và họ có nhiều drama nên khiến cho họ cần phải cân nhắc lại về việc là đầu tư xa hơn. Nhưng mà nhìn vô trải bài này thì mình thấy là họ đang muốn chậm lại và muốn xây dựng 10 cốc trước, và sau khi 10 cốc có rồi họ tận hưởng được cảm giác chính tiền của họ, là cái cảm giác được sướng trong mối quan hệ rồi, thì họ sẽ build up lên 10 tiền với bạn sau ha. Thì cách nhìn của họ về hai kiếm bổ sung Mother Sa là họ không biết cái mộng tưởng đó của họ có thể thành sự thật hay không. Chung quy có nhiều sự nghi vấn trong mối quan hệ này, nhưng mà niềm tin còn. Cái cách họ nhìn về mối quan hệ cũng là tôi còn muốn đầu tư tiếp, tôi còn muốn đi tiếp với bạn vì tôi còn thương bạn ha. Nhưng mà thực sự thì bạn làm cho tớ quá phiền não. Ok. Rồi chúng ta sẽ vừa dùng bộ khác xem coi là mối quan hệ với hai người như thế nào. Nên xem bài các bạn tụ hai xem coi đêm Noel có một người nghĩ đến các bạn tụ hai ha, thì thấy mối quan hệ với họ với các bạn tụ hai như thế nào. Lên khá là drama nhưng mà cũng tình cảm lắm. Năm lá để coi mối quan hệ hai bên như thế nào. Năm tiền, tám gậy, impress, the world nhiều quá ha. Mình thấy người này muốn đạt được cái chân ái gì đó với bạn. Chú ý, tớ có cảm giác người này muốn chọn bạn nha. Người ta muốn chọn bạn là chân ái cuối cùng á. Mình thấy trong cuộc đời của người này đã cân qua nhiều mối quan hệ rồi, và bây giờ họ không muốn tiếp nữa, họ muốn chọn bạn luôn rồi impress. Trong những chiếc cốc này đúng không, bạn là impress của họ. Em là impress cho những cái chiếc cốc anh đã từng trải qua. Nên dịch sao cho dễ hiểu ha. Giống như là nếu như mà có cái cuộc đại hội để anh có thể chọn ra cái người phụ nữ phù hợp, thì trong cái đại hội đó có rất nhiều cô gái, nhưng mà em sẽ là đứa giành chiếc cốc của anh. À, kiểu vậy ha. Em là the world. Chung là ông này ổng lộn, nhiều khi cũng là nữ ha. Chung quy là cái người này muốn seal the deal với bạn, người này muốn cam kết với bạn rồi. Nhưng mà đầu tiên á, là 5 tiền là họ cảm thấy hơi bị thiếu hụt sự quan tâm, sự yêu thương và sự thông cảm, sự thấu hiểu trong mối quan hệ này. Họ muốn giao tiếp với bạn cho rõ ràng về việc là hãy thông cảm, quan tâm anh hơn, hãy thấu hiểu anh hơn, đừng có nói những cái lời mà khiến anh buồn bã nữa, tại anh cũng đang cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi, kiểu vậy nha. Yeah. Không, mà cái này phải tùy bạn nha. Nếu như bạn cảm thấy họ vẫn chưa đầu tư được nhiều mà bạn cứ phải nhẫn nhịn hoài, bạn không hạnh phúc, thì bạn phải suy nghĩ lại. Nhưng mà trong cái tư tưởng của anh này là tư tưởng nghiêm túc, nên mình thấy đây có thể là bạn trai, bạn gái của bạn á.
tại cái người này với bạn ngay từ đầu tiên đã có hai cốc, là mình thấy là kết nối này kết nối chung là có tình cảm qua lại rồi, còn chưa có cam kết với nhau thì người này rất muốn cam kết với bạn, nhưng mà họ cần biết rõ ràng là bạn có hài lòng với những gì họ đang có và họ có thể offer cho bạn hay không nhé. Bổ sung 7 cốc đi. Yeah, chung quy là họ họ đã cân qua quá nhiều chiếc cốc rồi và họ muốn chọn bạn, họ muốn move on lên phía trước. Tại có vẻ Jared khá là tự tin với cái điều mà mình đã biết á, và cái cuộc đời của cái người này dạy cho người này biết rất nhiều rồi và họ không muốn tiếp tục lại phải tìm hiểu một người mới nữa. Nha, yeah. Nên là họ cảm giác là họ muốn chốt deal tại đây luôn. Nên nếu như bạn ưng họ và bạn cũng hài lòng với họ thì sắp tới có thể là hai người đang quen nhau, họ có thể đề cập đến cái chuyện cao hơn là kết hôn. Còn nếu như mà hai người đang mập mờ với nhau thì họ sẽ có những cái xu hướng muốn gửi cho bạn là muốn quen. Nên cái này là bạn phải tinh ý nha. Rồi, Ngân xin được dừng trải bài các bạn tụi hai tại đây. Các bạn tụi hai thấy video này hay đừng quên để lại like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Ngân. Chúc các bạn Noel Giáng sinh vui vẻ nha. Và nếu các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân thì có thể inbox Ngân vào Instagram hoặc Facebook cá nhân nha. Ok, see you guys later, goodbye. Có phải bạn vẫn hay đau đầu về người mình yêu thương, người mình mong nhớ, không thể nào hiểu được tâm trạng của người ta, không biết người ta nghĩ gì về mình, có điều gì chưa muốn nói với mình, có điều gì giấu mình? Thì qua đây, Soul Mystery Tarot đã tạo ra hệ thống bộ bài thông điệp phần 1 và phần 2 tâm tư thầm kín để giúp cho bạn có thể hiểu thêm về đối tượng đó. Qua đó bạn có thể biết được tâm tư của họ và biết cách đối xử với họ. Hiện tại bộ bài đang bán trên TikTok, Shopee và YouTube. Hello, xin chào các bạn tụi ba. Hôm nay chúng ta sẽ xem về chủ đề là trong đêm Noel, trong dịp Giáng sinh, có ai nghĩ tới các bạn tụi ba trong vấn đề tình cảm không nha? Nhờ Tarot xem giùm các bạn tụi ba, có ai nghĩ tới các bạn tụi ba trong đêm Noel Giáng sinh về vấn đề tình cảm không? Cho mình xin 5 lá. Jared, Du Kiếm, The Star, Justice. Vô cốc có. Bổ sung đi, người này có tính cách như thế nào? Người nghĩ đến các bạn tụi ba trong đêm Noel, trong đêm Noel Giáng sinh là người có tính cách như thế nào? Tiền, devil. Ok. Hai tiền. Sao giống như kết hợp từ tụ 1, tụ 2 vậy? Chắc chắn có người nghĩ tới bạn ấy, nhưng mà có thể từ 1 tới 2 người ha, tại hai lá hoàng gia ra lận, một người mua kiếm, người mua cốc. Hoặc có thể người này có cả hai tính cách, hai năng lượng về phía bạn, tùy ha. Nhìn vào thì thấy người này nghĩ về bạn tại nhớ tới bạn, nhưng mà nghĩ tới bạn cũng liên quan gì đó tới phiền não và kiểu như không quên được bạn. Thật sự ra nhìn bài của người này thì mình thấy tính cách của người này là cái người rất là sợ thiệt thòi, hoặc là chung quy là họ có cái vấn đề liên quan tới việc cho đi á. Yeah, cuộc sống của họ không cân bằng lắm. Người ta có thể rất là bận rộn với cá nhân của họ đến nỗi mà họ không có thời gian chăm sóc bản thân luôn nha. Người này hay quan sát, âm thầm nghĩ tới bạn từ xa, nhưng mà cái cách của họ cứ như là sợ thiệt. Như thế nào ấy nè, từ 4 tiền cho đến 2 tiền cho bay kiếm, bay tiền, chết xịt đều là những cái lá liên quan tới việc dè chừng. Kiểu như là tính toán là tôi nên cho bao nhiêu, hoặc là kiểu tôi có thể cho được hay không, nghi ngờ ngờ vực bản thân mình. Chung quy người này có vấn đề liên quan tới cho nhận á, có thể thích nhận hơn thích cho, tại sợ thiệt thòi. Người này trưởng thành nha, master của cảm xúc và lý trí hết rồi, ra mua kiếm và mua cốc hết rồi. Và cái người này nghĩ về bạn tại vì thật sự ra họ cảm thấy muốn được có cái chốn yên bình, nghĩ về đêm Noel. Mà đêm Noel thì nếu như mà không đi chơi được với người yêu, với bồ, mà cũng không có ai bên cạnh có thể sưởi ấm trái tim của người này, người này sẽ cảm thấy cô đơn. Chung quy mình lên cái bài này nha, mình có cảm giác họ cô đơn trong đêm Noel nên họ nghĩ về bạn á nha. Mười gậy, họ rất là áp lực, có thể đêm Noel họ sẽ vẫn phải làm việc hay gì đó ha. Ra mười gậy cơ, nghĩa là mình có cảm giác cái người này nó rất là cô đơn, cuộc sống của họ không có nhiều niềm vui lắm.
À, và có thể là cái đêm Noel đó họ cũng không biết có nên liên lạc với bạn không. Hai kiếm nè, ra 10 gậy hai kiếm. Nhìn bài người này thấy buồn buồn sao á. Có gì có cho mình cái clue gì để giải thêm về người này không? Tự nhiên nhìn vào người này mình không biết giải gì nữa. Impress. Thì cứ như là kết hợp từ hai tụ một tụ tụ một tụ hai kết hợp lại ra tụ ba vậy đó. Cái người này á thì mình thấy là họ thật sự ra rất là muốn yêu thương bạn. Tại ra impress là năng lượng của nuôi dưỡng, bảo bọc che chở đúng không? Nghĩa là họ mong muốn rằng á là tất cả những cái gì mà họ offer á là đối xử tốt, đối đãi tốt với bạn. Nhưng mà có thể vì cái tâm lý sợ cho đi thì bị thiệt nên có thể là họ đã không thể hiện đúng với những gì mà họ cảm nhận nha. Gặp dạng này hoài à. Ra impress temperance. Và cái điều thứ hai á, cái người này là cái người mà muốn tìm sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Nên là cái kiểu của người này đi cũng khá là chậm, tiến khá là chậm trong mối quan hệ nha. Nữ hoàng kiếm, chúng ta có một cặp vua kiếm và nữ hoàng kiếm lên, có cảm giác là hai người vẫn chưa mở lòng cho nhau lắm, họ cũng vậy và bạn cũng vậy, kết nối của hai người có cái gì đó khá là dè chừng lẫn nhau ha. Còn gì nữa không, có clue nào nữa không? Năm cốc. Ây à, sao bài của người này ra nhiều về. Chung quanh người này vẫn có cái gì đó khá là buồn bã trong mối quan hệ này. Cái lá năm cốc tạm thời dịch là cảm thấy thất vọng đi ha. Thì không biết giữa hai người giao tiếp với nhau như thế nào mà khiến cho cái tinh thần của người này trong cái mối quan hệ này nó bị đi xuống các bạn. Chung quanh nhìn vô là có người thích bạn, có người nghĩ tới bạn. Nhưng mà một á, là nếu như đây là mối quan hệ mập mờ thì họ không chắc là có nên tỏ tình hay không, có nên tiến đến hay không. Tại cái tâm lý sợ nó khá là lớn. Nhưng mà họ có muốn có một cái gì đó với bạn, tại họ cảm thấy bạn rất là tuyệt vời, impress mà, tuyệt tuyệt vời lắm. Và họ cũng muốn được đối đãi tốt với bạn, nhưng mà có thể là áp lực về công việc cá nhân này nọ ha. Và họ cũng cảm thấy là không có khả năng trao nhận đầy đủ cho bạn. Và ở đây ra 10 cốc, họ muốn có mối quan hệ 10 cốc viên mãn gia đình cùng với bạn, nhưng mà hiện tại giờ đang 5 cốc thì nghĩa là họ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Ý là 5 cốc chứ không phải 5 tiền, tớ hiểu, nhưng mà tại cái 5 cốc này nè, cái người này choàng áo rồi đúng không, mà còn đưa cái tay ôm lấy bản thân của mình, giống như là tôi tội nghiệp lắm, tôi đau khổ lắm, tôi mất mát lắm đó đó, làm cho mình nó cảm giác như vậy. Nghĩa là người này chỉ nhìn vô cái phần tiêu cực trong cái phần cảm xúc của họ thôi. Và họ cảm giác là bạn bơ họ, bạn có cái mặt nạ với họ nên họ phải dày cái mặt nạ lên để bảo vệ bản thân trước bạn ha. Kiểu như hai người có vấn đề về giao tiếp với nhau và liên quan tới vấn đề mở lòng nha, hoặc là hay chỉ trích nhau nha. Tại hai ông bà vua kiếm nữ hoàng kiếm thì lời nói nó cũng sắc bén lắm. Ok, rồi tớ sẽ dùng bộ khác xem coi là người này nghĩ gì, cảm thấy nào về mối quan hệ này. Yes, đây xem bài các bạn tụ ba. Với câu hỏi ngày hôm nay là đêm Noel, đêm Giáng sinh, có ai nghĩ tới bạn tụ ba không? Thì câu trả lời là có một người nghĩ tới các bạn tụ ba, mà năng lượng người này hơi phức tạp ha, vừa tình cảm mà vừa lý trí, mà chủ yếu là tâm trạng của kiểu như người không vui vẻ, nó hơi mang tâm lý nạn nhân, không thích cho ra tại sợ thiệt thòi, nhưng mà cũng thương các bạn tụ ba, có thương mới ra impress vô cốc. Nhưng mà thấy các bạn tụ ba cũng lạnh với họ, chung với cái người này có tình cảm, cảm xúc và suy nghĩ gì dành cho các bạn tụ ba vậy, đặc biệt trong đêm Noel năm lá đi. Emperor chính cốc, lại là vua kim, nữ hoàng cốc, nó y như cái tụ một với tụ hai kết hợp vậy đó. Bạn nào coi ba tụ chắc chắn là biết rõ tôi đang nói gì luôn. Tôi thấy người này thương bạn nhiều á, vua kiếm hay nữ hoàng cốc đều là họ hết á. Bổ sung luôn đi, với emperor là gì, với chính cốc, với vua kiếm, với nữ hoàng cốc và với sáu kiếm. Cách nhìn của người này về mối quan hệ này, người này muốn mọi thứ theo ý của mình mà hình như nó không được theo ý của họ nên họ buồn ấy. Vua gậy ngã cao, vua kiếm với nữ hoàng kiếm, bài lặp lại mà chúng ta không thể nào mà không tin được, bài lặp lại á. Trời ơi, các bạn thấy tớ xào bài, các bạn thấy tớ lật bài rồi đó, không, năng lượng không bao giờ nói dối. Chung cái cách nhìn và mối quan hệ của hai của người này với bạn là thiếu sự quan tâm yêu thương lẫn nhau. Người này còn có lá vua tiền ở cuối nữa, đây là người quá trưởng thành rồi, có ba lá vua luôn ha, vua gậy, vua kiếm và vua tiền nữa. Đây là cái người mà tớ cảm giác là nói sao ta, rất trưởng thành, bậc thầy về thao túng, hành động,
Nãy chúng ta có vua cốc đúng không? Người này có bốn lá vua ra luôn rồi đó. Nên nghĩa là thao túng về hành động, thao túng về lý trí, thao túng về tình cảm, thao túng về vô tiền thì nó theo kiểu là mọi thứ nó phải đầy đủ bền chặt với vô tiền. Chúng bây giờ thao túng cả thực tại vậy đi. Thì nhìn vào cái người này là muốn Emperor là đúng không? Muốn kiểm soát mọi thứ trong mối quan hệ này. Nhưng mà bằng cái cách nào đó họ không kiểm soát được và họ mới phải gồng lên tất cả mọi thứ để bảo vệ bản thân của họ. Nhưng mà mình có cái cảm giác người này lại rất là thương bạn. Thương bạn mà có kiểu như là tại sao em không hiểu cho anh, tại sao em không cảm nhận được là anh có tình cảm với em và anh rất là quan tâm em. Tại sao vậy? Kiểu kiểu vậy, có cái gì đó nó hơi buồn phiền ở đây. Tại nữ hoàng cốc này làm cho mình có cái vibe buồn á. Người này ngồi cúi xuống nhìn chiếc cốc của mình. Có gì đó buồn ha. Dạ, với nữ hoàng cốc cũng là impress nữa, là người ta nghĩ trong đầu là người ta rất là tôn trọng bạn, rất là thương bạn, rất là quý bạn mà. Tại sao họ lại cảm thấy bạn không hài lòng, bạn không vui và bạn không hạnh phúc với họ vậy? Kiểu gì vậy? Mình có cảm giác giống như là cái người này bị đuối vậy đó. Nghĩa là tôi có thể offer cho em những cái này rồi nè, tại sao em không nhìn ra những cái tôi offer mà em toàn muốn đâu đâu những cái mà tôi không có, sao tôi làm được? Oh my god. Ok. Người này buồn về bạn nhiều hay bị đau mút bởi bạn? Tại vì nè, bạn thấy không? Nữ hoàng kiếm nhìn qua chính kiếm. Nghĩa là có cái gì đó liên quan tới lời nói hoặc cái cách suy nghĩ của bạn khiến cho họ rất là buồn phiền. Và họ không biết làm sao để chiều lòng được bạn hoặc là cưng cưng bạn, làm sao thương bạn để cho bạn vừa lòng đây. Tại những cái bạn mong muốn là những cái họ không có, không thể cho được. Nên là nhìn ra sáu kiếm với lại chariot ở đây đúng không? Là người ta đành phải ngậm ngùi đi, move on phía trước. Còn lại bạn muốn như thế nào thì tùy bạn. Ace kiếm ha, họ chọn cách lý trí bảo vệ bản thân của họ. Họ chọn cái cách là nếu như mối quan hệ này không vừa lòng nữa thì tôi chịu, tôi không có gì để nói với bạn. It's up to you, tùy bạn. Bảy kiếm, người này có xu hướng né tránh nói chuyện với bạn ha. Né tránh nhưng mà trong lòng vẫn nghĩ đến, vẫn kết nối tâm linh với bạn, vẫn âm thầm theo dõi bạn từ xa. Lover, lovers. Tại họ vẫn muốn chọn bạn. Chú ý, cái người này chỉ mong muốn là bạn bớt căng xíu. Mình có cảm giác đây là năng lượng của kiểu hai bên căng với nhau nha. Nhưng mà cụ thể là cái người này căng vì họ thấy bạn căng trước. Yeah. Nên là họ mong muốn là thôi đừng căng nữa, thoải mái ra đi, dừng mặt nạ hoặc là đừng có đeo mặt nạ nữa. Nếu như hai người đang trong mối quan hệ mập mờ thì là có thể đang tìm hiểu nhau mà nó hơi bị căng thẳng ha, hoặc là kiểu liên quan tới rệp tin nhắn này nọ, chưa có hài lòng vừa lòng bạn á, khiến cho họ cảm thấy cũng phiền cũng mệt. Nghĩa là họ đã có cố gắng trong khả năng để cam kết với bạn rồi, mặc dù chưa trong mối quan hệ chính thức, mà họ cũng đã cập nhật tình hình cho bạn, họ cũng đã có quan tâm đối đãi tốt với bạn rồi, nhưng mà đối với bạn điều đó vẫn chưa vừa lòng bạn, hiểu không? Thì ở đây chỉ có lời khuyên cho bạn là hạ kỳ vọng xuống, thỏa hiệp với người ta. Còn bạn không hạ kỳ vọng xuống được thì bạn phải nói chuyện sau đó để coi họ đáp ứng được không. Nhưng nhìn trên bài người này nha, tớ thấy người này cũng đang stress tới nơi rồi, nên để kêu là người này cho bạn là cũng hơi khó rồi đó nha. Và họ đang có xu hướng muốn né tránh tiếp chuyện với bạn á, nên là tớ chỉ có thể khuyên bạn là lựa lời mà nói, hoặc là đừng có căng quá. Tại căng, càng căng người này càng sợ ha. Tại người này sẽ không có biết nên làm gì hết, không biết nên reply bạn như thế nào, không biết nên làm gì đầu tư cho mối quan hệ này, mà họ chỉ có xu hướng muốn né tránh thôi. Tại nếu như họ mà nhắn tin nói chuyện với bạn thì họ sợ bạn sẽ chỉ trích họ nhiều hơn là nói những cái lời mà vui vẻ ha. Wow, căng thẳng thế. Ok. Rồi, dùng bộ cuối cùng xem coi liên kết của hai người là gì nha. Đang xem bài các bạn tụ ba, xem coi người mà các bạn tụ ba không, người nghĩ đến các bạn tụ ba trong đêm Noel và Giáng sinh đúng không? Người này với các bạn tụ ba có liên kết mối quan hệ như nào với nhau? Năm lá. Năm kiếm, 10 gậy, 7 kiếm, Ace kiếm, Chessman, chiến tranh lặng, đang trong mối quan hệ chiến tranh lạnh, ít giao tiếp với nhau hoặc là giao tiếp cũng khó khăn khó nhằn lắm. Giờ này ít nói chuyện nè. Trong đêm Noel người ta nghĩ tới bạn là chắc là tại vì buồn chủ yếu là buồn và thương nhớ. Bổ sung năm kiếm đi, hai tiền không biết nói chuyện như thế nào, với bảy kiếm lại sáu kiếm, quá trời kiếm luôn ha. Chung là liên kết của mối quan hệ này là một chiến tranh lạnh hay là đang chia tay. Tại mà cái lý do chia tay cũng là vì quá căng thẳng nha. Nhìn vô đây làm biết mối quan hệ mệt mỏi căng thẳng rồi. Với Ace kiếm đi, chín gậy, người này ra toàn lá đề phòng về chừng không à bạn thấy ha, hết kiếm với gậy, toàn những lá không đẹp không à.
ra judgment, bổ sung judgment 7 cốc. Họ đang suy nghĩ không biết có nên tiếp tục chọn mối quan hệ này không. Thật ra họ vẫn muốn chọn bạn ha, họ vẫn muốn bạn, họ vẫn thương bạn. Tớ nói rồi, tụ này giống như kết hợp với tụ 1 và tụ 2 vậy đó. Nên là nhìn vô cái trải bài này, một á, nếu như mà bạn chưa bao giờ làm gì mà khiến họ bực mình mệt mỏi á, thì có thể là họ sợ cái mối quan hệ này sẽ giống như cái mối quan hệ cũ của họ ha. Nhưng mà tớ thấy rõ ràng là người này có vấn đề chính gốc với bạn, nên có thể là bạn xem lại coi là dạo này bạn có hơi thúc đẩy họ, hơi áp lực, hơi ép họ hay gì hay không. Có như không á, thì mình có cảm giác là người này chưa, đơn giản chưa sẵn sàng cho cam kết thôi nha. Có như hai người đang quen nhau mà ra như thế này á, thì họ cảm thấy dạo này hơi drama quá đó, nên bình tĩnh lại, suy nghĩ đơn giản thôi, và đừng có thúc ép họ làm những cái gì mà ngoài khả năng của họ, bằng không họ sẽ mệt, họ sẽ đứt gánh hay gì đó. Thì kết nối của bạn với người này tớ cảm giác là một là mối quan hệ chia tay, hai là đang quen mà chiến tranh lạnh ha, hoặc là có nhiều hiểu lầm quá. Còn nếu như mập mờ mà ra vậy thì cũng có thể đó, có thể là đang là mập mờ á. Nếu như là đang là mập mờ thì mình có cảm giác là họ muốn dừng tìm hiểu một thời gian làm bạn trước đã nha. Rồi ok, Ngân xin nhận trải bài các bạn tụi ba tại đây. Các bạn tụi ba thấy video này hay, đừng quên để lại like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Ngân nha. Và nếu như các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram hoặc qua Facebook cá nhân. Và cuối cùng là chúc các bạn đêm Noel Giáng sinh vui vẻ nha. Ok, see you guys later, goodbye.